thiện hiện, giống như hư không, là nơi quy thú của tất cả vật. Các pháp môn văn tự này cũng lại như vậy, nghĩa không, các pháp đều nhập vào pháp môn này mới được rõ bày. Thiện hiện, nhập vào chữ khả này vân vân gọi là nhập vào các pháp môn văn tự. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với việc nhập vào các pháp môn văn tự như vậy, thì đạt được trí thiện xảo đối với sự nói năng, sự phô diễn, sự tiêu biểu của các thứ âm thanh ngôn ngữ đều không bị trở ngại. Đối với tánh bình đẳng không của tất cả pháp có khả năng chứng đắc và duy trì hết, đối với các thứ âm thanh ngôn ngữ đều được thông suốt. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có khả năng nghe và nhập vào tướng ấn cú ấn của các pháp môn văn tự như vậy, nghe rồi thọ trì, đọc tụng, rành rọt vì người khác giảng giải, chẳng ham danh lợi, thì do nhân duyên này mà đạt được 20 thứ công đức thủ thắng. Những gì là 20? Đó là được nghĩ nhớ dai, được tàm quý hơn hết, được sức kiên cố, được chỉ thú của pháp, được sự hiểu biết tăng thượng, được trí tuệ thủ thắng, được biệt tài vô ngại, được pháp môn tổng trì, được sự không nghi hoặc, được sự không giận hay ưa đối với lời nói nghịch thuận, được an trú trong sự bình đẳng không cao thấp, được sự thông suốt đối với âm thanh ngôn ngữ của hữu tình, được uẩn hoàn hảo, xứ hoàn hảo, giới hoàn hảo, được duyên khởi hoàn hảo, nhân hoàn hảo, duyên hoàn hảo, pháp hoàn hảo, được trí hoàn hảo phân biệt sự thắng liệt của căn, được trí hoàn hảo biết tâm người khác, được sự quan sát khéo léo về tinh tú niên lịch, được trí thiên nhĩ hoàn hảo, trí túc trụ tùy niệm hoàn hảo, trí thần cảnh hoàn hảo, trí hoàn hảo biết sống chết, được trí lậu tận hoàn hảo, được trí hoàn hảo nói về xứ phi xứ, được oai nghi hoàn hảo qua lại trên đường. Thiện hiện, đó là được 20 công đức thủ thắng. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, đạt được pháp môn văn tự Đà La Ni, thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Phật bảo thiện hiện, ngươi hỏi thế nào là nên biết Đại Bồ Tát phát tâm hướng đến đại thừa ư? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành 6 phép Ba La Mật Đa từ bậc này đến bậc khác, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát phát tâm hướng đến đại thừa. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành 6 phép Ba La Mật Đa từ bậc này đến bậc khác? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát biết tất cả pháp không từ đâu đến, cũng chẳng đến đâu. Vì sao? Vì tất cả pháp không đi không đến, không chỗ khởi hành, không có đích để đến. Vì các pháp ấy không biến hoại, Đại Bồ Tát ấy đối với chỗ khởi hành và chỗ đến chẳng ỷ lại, chẳng tư duy. Tuy tu sửa nghiệp ở bậc của mình mà chẳng thấy bậc ấy, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành 6 phép Ba La Mật Đa từ bậc này đến bậc khác. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp ở bậc của mình? Thiện hiện, Đại Bồ Tát khi trụ ở bậc ban đầu là cực hỷ, nên khéo léo tu sửa 10 thứ nghiệp thủ thắng. Những gì là 10? Một là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp ý lạc thủ thắng thanh tịnh, vì việc ý lạc thủ thắng chẳng thể nắm bắt được. Hai là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình, vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được. Ba là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp bố thí, vì người cho kẻ nhận và vật được cho chẳng thể nắm bắt được. Bốn là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp thân cận thiện hữu, vì thiện hữu ác hữu không có hai tướng. Năm là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp cầu pháp, vì các pháp được cầu chẳng thể nắm bắt được. Sáu là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp thường ưa xuất gia, vì việc xả bỏ nhà cửa chẳng thể nắm bắt được. Bảy là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp mến thích thân Phật, vì các tướng tốt và vẻ đẹp kèm theo chẳng thể nắm bắt được. Tám là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp khai triển giáo pháp, vì pháp được phân biệt chẳng thể nắm bắt được. Chín là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp phá trừ kiêu mạn, vì các pháp hương thịnh chẳng thể nắm bắt được. Mười là lấy vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp ngôn ngữ chắc thật, thường hằng vì tánh của tất cả ngôn ngữ chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, Đại Bồ Tát khi an trú bậc ban đầu là cực hỷ, nên khéo tu sửa 10 nghiệp thủ thắng như vậy. Lại nữa thiện hiện,
Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ hai là ly cấu, nên đối với tám pháp tư duy tu tập khiến mau viên mãn. Những gì là tám? Một là cấm giới thanh tịnh, hai là tri ân báo ân, ba là trụ sức an nhẫn, bốn là thọ hoan hỷ thủ thắng, năm là không bỏ hữu tình, sáu là hằng khởi đại bi, bảy là đối với các sư trưởng đem tâm kính tin để thăm hỏi, thừa sự cúng dường tưởng như phụng sự Phật, tám là khuyên cầu tu tập ba la mật đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ hai là ly cấu, nên đối với tám pháp như vậy tư duy tu tập khiến mau viên mãn. Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ ba là phát quang, nên trụ năm pháp. Những gì là năm? Một là cần cầu đa văn thường không nhàm chán và không cho là đủ, đối với pháp đã nghe chẳng chấp trước văn tự. Hai là lấy tâm vô nhiễm thường hành pháp thí, tuy mở rộng giáo hóa mà không tự cao. Ba là vì nghiêm thịnh cõi nước mà trồng các căn lành, tuy là để hồi hướng mà chẳng tự đề cao. Bốn là vì giáo hóa hữu tình, tuy chẳng mệt mỏi chán nản với việc sanh tử vô biên mà chẳng tự cao. Năm là tuy trụ tạm quý mà không chấp trước. Thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ ba là phát quang, nên thường an trú năm pháp như vậy. Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ tư là diệm tuệ, nên trụ mười pháp thường tu chẳng bỏ. Những gì là mười? Một là ở chỗ thanh vắng thường chẳng xa lìa, hai là thiểu dục, ba là hỷ túc, bốn là thường chẳng lìa bỏ công đức đầu đà, năm là đối với các học xứ chưa từng xả bỏ, sáu là đối với dục lạc hết sức sanh nhàm chán xa lìa, bảy là thường ưa phát khởi tâm vắng lặng, tám là bỏ các sở hữu, chín là tâm chẳng ngưng trệ chìm đắm, 10 là đối với các sở hữu không có gì luyến tiếc đoái hoài. Thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ tư là diệm tuệ, nên an trú 10 pháp như vậy, thượng hành chẳng bỏ. Hết quyển thứ 53.